cập nhật tiến độ xây dựng và giá căn hộ mới nhất dự án IEC, Công đoàn Bình Định tháng 9 năm 2023. Hiện tại dự án đang xây dựng phần thô đến tầng thứ 4, và đang đúc móng, đổ trụ các dãy nhà ở liền kề. Chỉ với 470 triệu đồng, bạn đã sở hữu ngay căn hộ IEC, Công đoàn Bình Định. Căn một phòng ngủ cộng 147m2, giá chỉ 493 triệu đã bao gồm thuế. Căn hai phòng ngủ 57m2, giá chỉ 598 triệu, đã bao gồm thuế. Căn hai phòng ngủ chung 62m2, giá chỉ 670 triệu đã bao gồm thuế. Căn hai phòng ngủ lớn 70m2, giá chỉ 735 triệu, đã bao gồm thuế. Các tiện ích nội khu đa dạng như sân bóng, nhà văn hóa thể thao công đoàn, quảng trường, phòng khám, nhà trẻ, siêu thị, ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ. Ngân hàng chính sách hỗ trợ lãi suất 4,8% năm, vay tối đa 25 năm. Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ lãi suất 8,2% năm, vay tối đa 25 năm.